Hình ảnh hiếm hoi cực sang trọng của nhà riêng Mỹ Tâm. Ít người biết rằng Mỹ Tâm từng sở hữu hẳn một căn nhà rộng lớn cực sang trọng, phục vụ công việc kinh doanh từ thời trang đến dịch vụ đồ uống. Nổi tiếng trong giới nghệ thuật từ nhiều năm trước, trở thành sao hạng A, nhưng Mỹ Tâm lại ít khi nào chia sẻ về khối tài sản của mình với truyền thông. Tuy vậy, dân mạng cũng đã lùng ra được một số hình ảnh hiếm hoi về tòa nhà rộng lớn của cô, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tòa nhà 5 tầng được đặt làm trụ sở công ty. Nhắc đến khối tài sản qua bao năm hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm, không thể nào không kể đến tòa nhà lớn, tọa lạc ngay tại trung tâm Sài Gòn. Được biết, tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Mỹ Tâm nhiều năm nay đã được chuyển nhượng lại có tận 5 tầng lầu. Ngoài để ở, Mỹ Tâm còn sử dụng để làm nơi kinh doanh. Cụ thể, tầng trệt và 1, Mỹ Tâm để hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mang thương hiệu của riêng mình. Tầng 2 và tầng 3 dùng để kinh doanh dịch vụ đồ uống, còn lại là chỗ làm việc của nhân viên trong công ty giải trí được Mỹ Tâm xây dựng. Được biết, tòa nhà này được xây dựng từ năm 2012. Đặc biệt kiến trúc, không gian tại đây đều được thiết kế dưới sự chỉ đạo của nàng họa mi tóc nâu Mỹ Tâm. Màu sắc chủ đạo của căn biệt thự rộng lớn này là màu vàng trầm, vừa mang nét ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái, đậm chất Mỹ Tâm. Tại tầng 2 và 3, nữ ca sĩ mở dịch vụ đồ uống về trà đạo vô cùng đặc biệt, mang phong cách Nhật Bản. Bên cạnh đó là hầu hết nội thất của tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 5 đều sử dụng chất liệu gỗ. Ngay cả sàn nhà cũng được lót bằng gỗ, hết sức sang trọng. Những ai đã từng có dịp ghé thăm tòa nhà này của cô đều dành lời khen rằng nội thất của tòa nhà trông đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Thậm chí, nhiều người còn so sánh chúng với nội thất của những khách sạn hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo những chuyên gia về bất động sản, tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Mỹ Tâm này hiện có giá trị lên tới cả 100 tỷ đồng, con số khiến nhiều người phải giật mình, choáng váng. Mỹ Tâm tiến tiếng đối với không gian sống. Về không gian sống riêng, ngôi sao giữ bí mật tuyệt đối. Không như những người đẹp khác, khoe nhà, khoe hàng hiệu hay xế hộp đắt tiền, dường như chưa lần nào Mỹ Tâm công bố những thông tin và tài sản riêng của mình với dư luận. Tất cả những gì người hâm mộ biết về không gian sống riêng của chị là từ những bức ảnh selfie lộ một góc nhỏ của ngôi nhà. Không chỉ riêng chuyện nhà cửa, ngay cả chuyện tình duyên của nữ ca sĩ nổi tiếng này cũng được cô giữ bí mật. Đến tận bây giờ, người hâm mộ vẫn chưa được nhìn thấy bất cứ hình bóng người đàn ông nào được nữ ca sĩ chính thức công bố hẹn hò. Tất cả toàn là tin đồn.